Dạ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì Bùi Hồ cũng mới vừa tan làm ra. Thì hôm nay thì cũng rất là phân vân về vấn đề mà anh Mến với lại chị Hương, đó là về việc mà quay video clip. Thì Bùi Hồ hôm nay sẽ tìm một cái quán cà phê nào thích hợp để có thể nói cho cô bác quý anh chị hiểu về việc mà Bùi Hồ ngưng quay những cái video clip về anh Mến và chị Hương trong thời gian sắp tới. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ làm một cái video clip này để thông tin cho cô bác quý anh chị về việc anh Mến và chị Hương. Thì lời đầu tiên cho Bùi Hồ xin cảm ơn cô bác quý anh chị thời gian qua đã ủng hộ kênh Bùi Hồ cũng như là ủng hộ cho anh Mến và chị Hương để có dịp mà anh với chị có dịp lên Sài Gòn để tìm lại cái gương mặt của mình. Thì hôm nay Bùi Hồ làm cái clip này thì Bùi Hồ muốn thông báo với cô bác quý anh chị là Bùi Hồ sẽ không quay thường xuyên những video clip về anh Mến và chị Hương nữa, vì có một cái lý do cô bác quý anh chị ạ. Thì về anh Mến thì hiện nay thì tình hình sức khỏe của anh Mến vẫn khá ổn định. Và ngày hôm qua là ngày chính xác là ngày 9 tháng 6 thì anh Mến đã đi lên bệnh viện thẩm mỹ CW của Hàn Quốc để cắt chỉ và thăm khám lại để có thể là tiến hành đại phẫu thuật để cho anh có lại cái gương mặt như xưa. Và Bùi Hồ không quen Mến nữa. Trong cái quá trình mà hiện nay thì bác sĩ đã can thiệp rồi, cái nhiệm vụ, cái sứ mạng của Bùi Hồ là đưa anh Mến đi đến gặp bác sĩ, thì cái nhiệm vụ đó đã xong. Việc chính hiện nay là tìm lại cái gương mặt cho anh Mến, và việc đó thì chỉ cần ở bác sĩ, nên Bùi Hồ không can thiệp nhiều. Nếu được thì sau này khi anh Mến có một ca phẫu thuật thành công thì Bùi Hồ sẽ quay lại một cái clip về anh sau khi tái tạo thành công, hoặc là những lần hiếm hoi mà Bùi Hồ được vào bệnh viện để quay anh coi xem cái sức khỏe tình hình của anh như thế nào. Đó, cái đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là Bùi Hồ muốn đính chính lại là thông tin là anh Mến không nhận tiền hỗ trợ của Mạnh Thường Quân là lý do thứ nhất là anh Mến đã nhận đủ cái số tiền, dư cái số tiền mà có thể anh điều trị. Tại vì trong cái quá trình mà điều trị thì anh Mến đã nhận được sự hỗ trợ 100% trừ bệnh viện thẩm mỹ CW, kể cả chi phí đi lại rồi thuốc men rồi điều trị bệnh ở trong bệnh viện ăn ở. Thì và cái số tiền Bùi Hồ nhận được là tương đương 105 triệu đồng, với lại những Mạnh Thường Quân đã chuyển khoản cho anh nè, rồi gửi những cái các bạn YouTuber khác, nên số tiền đó cũng đối với anh thì cũng khá là lớn rồi. Thì bao nhiêu đó thì cũng có thể đủ sau khi mà anh hồi phục và có một cái cơ hội tìm lại cuộc đời, thì đó là cũng là một cái số vốn. Chứ trong cái quá trình này anh không có sử dụng nhiều tiền của bác quý anh chị, nên anh Mến và Bùi Hồ đến chính một lần nữa là không nhận tiền hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, để dành những cái số tiền hỗ trợ đó cho những mảnh đời bất hạnh hơn còn ở phía sau rất là nhiều. Nên tấm lòng anh Mến là tấm lòng tốt và Bùi Hồ cũng sẽ không nhận, thì mong cô bác quý anh chị cùng thông cảm nha. Việc mà Bùi Hồ không quay là lý do là Bùi Hồ sẽ không quay trực tiếp những cái clip mà qua thăm anh rồi đó, là lý do là Bùi Hồ sợ ảnh hưởng đến việc điều trị thăm khám. Tại vì ở trong bệnh viện thì có nhắn tin cho anh là nói là không hạn chế quay video clip, tại khi nói chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến cái cơ mặt của anh, đến cái quá trình thẩm mỹ. Thì đó là về việc của anh Mến. Sau khi mà cái clip của anh Mến đăng lên thì clip thứ hai Bùi Hồ đưa chị Hương ở châu Phú An Giang đi lên bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam của Sài Gòn, cũng của Hàn Quốc. Và đến thời điểm này thì chị Hương đã được bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam và chương trình hành trình lột xác chấp nhận tái tạo lại gương mặt cho mình. Và hiện nay thì chị Hương đang vào ngày hôm nay là ngày 10 tháng 6 thì chị Hương đang có mặt tại Hà Nội để tiến hành chẩn đoán và thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ. Thì có thời gian, nếu sức khỏe của chị Hương tốt thì khoảng 4 tháng là chị Hương có thể có lại một cái gương mặt mới và đẹp hơn thời điểm bây giờ. Còn nếu như sức khỏe của chị Hương mà xấu
coi như sức khỏe của chị Hương mà không ổn định, không tốt á, thì khoảng 6 đến 7 tháng thì việc mà chị Hương đang ở Hà Nội, Bùi Hồ thì ở tỉnh Đồng Tháp này, thì việc di chuyển cái đó thì không có tiện cho lắm. Với lại là trong cái quá trình điều trị thì chị luôn ở trong bệnh viện, nên Bùi Hồ sẽ không quay được về chị Hương. Cũng giống như trường hợp của anh Mến, thì sau khi chị Hương hoàn thành cái ca tái tạo của mình thì Bùi Hồ sẽ qua thăm, làm một video clip qua thăm nhà của chị và quay cho cô bác quý anh chị chính xác nhất về tình hình của chị cũng như là gương mặt của chị. Thì mong cô bác quý anh chị thông cảm. Thì kênh của Bùi Hồ chuyên quay những cái hoàn cảnh khó khăn rồi độc lạ, nên còn những cái mảnh đời khác, nên cô bác quý anh chị nhớ cố gắng ủng hộ kênh Bùi Hồ, để đó là một cái niềm động lực lớn lao để Bùi Hồ có thể thực hiện những cái chương trình, những cái video clip tiếp theo. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng Bùi Hồ trong thời gian qua, cũng như là luôn ủng hộ về anh Mến với chị Hương để có được cái cơ hội tìm lại cuộc đời như ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ.